Chào mừng tất cả các con đã quay trở lại với khóa học toán lớp 3 của trang web olmr.vn Dựa theo bộ sách Trần trời Sáng Tạo Trong bài này, cô Huyền sẽ cùng với các con tìm hiểu về điểm ở giữa và trung điểm của đoạn thẳng Đầu tiên, chúng mình cùng quan sát hình ảnh sau Ba bạn Thủy, Thọ và Sơn đang đứng thành một hàng như thế này Hãy cho cô biết ai là người đứng ở giữa đúng rồi chúng mình thấy ngay là thọ đứng ở giữa thủy và sơn vậy trong hình học thì ở giữa là như thế nào ngay bây giờ ta sẽ cùng vào bài mới đầu tiên hãy cùng nói về điểm ở giữa cô có một đường thẳng như thế này trên đó cô lấy ba điểm a o và b thế thì khi đó các con đã biết những điều gì chính xác chúng mình sẽ biết là a o b cùng nằm trên một đường thẳng và chúng là ba điểm thẳng hàng khi ta có ba điểm a o b thẳng hàng và hình ảnh minh họa như thế này thì cô sẽ nói o là điểm ở giữa a và b o là điểm ở giữa a và b các con lưu ý là chỉ khi ba điểm a o và b thẳng hàng và có hình ảnh như thế này thì chúng ta mới có o là điểm ở giữa a và b nếu như ba điểm này không thẳng hàng thì chúng ta không nói được như vậy chúng mình cùng nhắc lại o là điểm ở giữa a và b vậy cô có hai hình ảnh như thế này hãy cho cô biết những điểm nào là điểm ở giữa hoàn toàn chính xác chúng mình có n là điểm ở giữa m và p E là điểm ở giữa G và H. Như vậy các con đã biết về điểm ở giữa rồi, bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu về trung điểm của đoạn thẳng. Cô vẽ đoạn thẳng AB dài 8cm, sau đó trên đoạn thẳng này cô vẽ điểm M. Thế thì khi đó chúng ta có điều gì? À đúng rồi, chúng ta có M là điểm ở giữa A và B. Ngoài ra vị trí của M có gì đặc biệt? Đúng rồi, chúng mình đo thì sẽ thấy MA bằng MB bằng 4 cm. Như vậy, M là điểm ở giữa A và B và MA bằng MB, thế thì khi đó ta nói M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Chúng mình nhắc lại, khi M là điểm ở giữa A và B và MA bằng MB thì M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Các con lưu ý phải thỏa mãn cả hai điều kiện là M là điểm ở giữa và MA bằng MB thì M mới là trung điểm của đoạn thẳng AB. Như vậy chúng mình có thể nhớ trung điểm là điểm nằm ở trên đoạn thẳng và chia đoạn thẳng đó thành hai phần bằng nhau. Cô nhắc lại là phải thỏa mãn cả hai điều này thì M mới là trung điểm của đoạn thẳng AB. Bây giờ các con hãy quan sát hình ảnh này sau đó cho biết trong đây có những ba điểm nào là thẳng hàng, và trong ba điểm vừa nêu thì điểm nào nằm ở giữa hai điểm còn lại? Ở đây bởi vì có nhiều bộ ba điểm thẳng hàng nên cô sẽ vẽ bảng. Ví dụ như cô lấy bộ đầu tiên là ba điểm C, D, E thẳng hàng. Khi đó ta thấy ngay điểm ở giữa chính là điểm D. Tương tự, các con cùng hoàn thiện bảng này. Hoàn toàn chính xác. Ba điểm thẳng hàng tiếp theo là H, G và E, trong đó G là điểm ở giữa. Bộ cuối cùng chính là h, l và k thì chúng ta có l là điểm ở giữa. Tiếp theo, d có là trung điểm của đoạn thẳng ce không? Ta nhớ rằng để d là trung điểm của đoạn thẳng ce thì d phải là điểm ở giữa c và e, điều này ta đã có. dc và de ta thấy ngay chúng bằng nhau, cùng bằng độ dài của hai lần cạnh ô vuông. Như vậy, D có là trung điểm của đoạn thẳng CE. Vậy G có là trung điểm của đoạn thẳng HE không? Ta thấy ngay G không bởi vì sao? Tuy G nằm giữa H và E nhưng GH lại không bằng GE. Chúng mình đã nhớ về điểm ở giữa và trung điểm của đoạn thẳng rồi. Bây giờ, cô trò mình cùng làm bài tập. Bài đầu tiên, các câu dưới đây là đúng hay sai? Đầu tiên, O là trung điểm của đoạn thẳng AB. Ta thấy ngay câu này là đúng bởi vì sao? O nằm giữa A và B và ta thấy ngay OA bằng OB cùng bằng 2 cm. Tiếp theo, M là trung điểm của đoạn thẳng CD. Ta thấy rằng MC bằng MD nhưng M lại không nằm giữa C và D, như vậy câu này là sai câu c k là điểm ở giữa hai điểm p và q ta thấy ngay câu này là đúng cuối cùng k là trung điểm của đoạn thẳng pq câu này chắc chắn là sai bởi vì ta thấy ngay tuy k là điểm ở giữa p và q nhưng kp lại khác kq như vậy câu này là sai k không thể là trung điểm của đoạn thẳng này được bài tập thứ hai chúng mình hãy xác định vị trí các lều trên bản đồ Vị trí các lều nâu, cam, vàng, hồng theo thứ tự là trung điểm của các đoạn thẳng AD, BC, DC và AB. Lều đỏ ở vị trí là trung điểm của đoạn thẳng SU. Cô lấy ví dụ trung điểm của đoạn thẳng AD là điểm nào? À, trung điểm của đoạn thẳng AD chính là điểm V. Ta thấy V là điểm ở giữa A và D, lại có VA bằng VD. Như vậy, chúng ta thấy lều màu nâu sẽ ở đây. Tương tự thế này, các con cùng gắn lều với điểm chỉ vị trí thích hợp. À đúng rồi, trung điểm của đoạn thẳng BC là điểm T, vậy thì lều máu cam sẽ ở đây. Tiếp theo, trung điểm của DC ta có điểm U, trung điểm của AB chúng ta có điểm S. Lều đỏ ở vị trí là trung điểm của đoạn thẳng SU, vậy điểm chỉ vị trí của lều đỏ ở là gì? À, ta thấy ngay trung điểm của đoạn thẳng SU chính là điểm O, vậy vị trí của liều đỏ là ở đây. Như vậy, ở bài giảng ngày hôm nay, các con đã biết về điểm ở giữa cũng như trung điểm của đoạn thẳng. Sau khi xem xong bài giảng, chúng mình hãy làm phần luyện tập để củng cố kiến thức. Cô cảm ơn các con và hẹn gặp lại các con trong các bài giảng tiếp theo của olm.vn.